Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 71. Huyết Bách Luyện và hơn 10 vị trưởng lão của huyết tộc và người của Thiên Y Các và các thế lực khác đều biến sắc. Hình như có người đang đột phá. Vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng. Gầm gừ. Sau lưng, tiếng rồng ngâm vọng tới phá tan sự yên lặng ấy. Mọi người quay đầu nhìn lại, không khỏi khiếp sợ. Cuối chân trời mây đen dày đặc. Sâu trong đám mây mù mịt kia. Một con rồng đen tuyền đang uốn lượn như muốn nghiền nát bầu trời. Nếu so sánh khí thế của nó huyết long, thì nó càng hùng vĩ hơn. Càng oai phong hơn. Càng có áp lực hơn. Lại là một hắc long. Huyết Thiên sợ run người, bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đôi mắt già nua của Huyết Bách Luyện đầy vẻ trầm ngâm, đó là hướng của khu vực cấm. Cho dù đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng phải tới đó xem thử, hắn nói. Có lẽ, đây là cơ hội giúp chúng ta thoát khỏi Thiên Uyên. Huyết Bách Luyện quát to, truyền lệnh xuống dưới, tất cả người trong huyết tộc đi theo tôi đến chỗ hắc long kia. Không chỉ có huyết tộc. Các thế lực khác ở Thiên Uyên cũng phát hiện ra hắc long và huyết long. Các thế lực cân nhắc đắn đo một hồi rồi quyết định đi tới chỗ hắc long. Cùng lúc đó, trong thành huyết linh, Diệp Bắc Minh bị huyết khí bao phủ. Huyết khí cuồn cuộn như sóng thần tuôn trào vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Có vài lần anh không kiên trì được suýt chút nữa nổ tan xác. Lúc này đây, Diệp Bắc Minh như ngọn dầu hỏa trước cơn gió dữ. Có thể tắt bất cứ lúc nào. Phá cho tôi. Tiếng giống rung trời lệch đất vang lên. Cảnh giới thiên huyền, trung kỳ. Diệp Bắc Minh mở to mắt, đột phá rồi. Tốt quá, thực lực của mình cũng đã trở lại. Huyết khí ngút trời tiếp tục chui vào người anh. Vào giây phút ấy, anh như chìm đắm trong đại dương máu tươi vô tận. Tiếp tục, phá cho tôi. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm vang lên, 9 con ma long đen tuyền lao ra từ sau lưng anh rồi nhảy vào trong lốc xoáy đỏ thẫm kia. Huyết long kia hét thảm thiết, nó bị 9 con ma long cắn xe rồi bị nuốt chửng ngay tại chỗ. Cảnh giới của Diệp Bắc Minh bước vào cảnh giới thiên huyền hậu kỳ. Anh chưa thỏa mãn ở đó bèn bước ra chủ động nhảy vào trong lốc xoáy đỏ thẫm kia. Cùng lúc đó, tại nơi sâu nhất trong khu vực cấm ở Thiên Uyên, trước một phế tích. Đám người Vạn Tuyệt đang kính cẩn đứng ngoài một thần điện màu đen. Trước mặt bọn họ, một huyết ảnh đầy kích động nói, thần điện luân hồi mở ra rồi. Đồ nhi, tất cả các người phải canh chừng ở đây. Không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần thần điện nửa bước, tất cả đều đợi vi sư ra rồi nói tiếp. Vạn Tuyệt quỳ gối đáp, vâng. Huyết ảnh kia bước từng bước vào trong thần điện màu đen kia. Sau khi tiến vào thần điện, Huyết ảnh cảm thấy không hợp lý lắm. Huyết ảnh lạnh lùng nhìn về một hướng, một cô gái đang khoanh chân ngồi trên ngai vàng ở vị trí cao nhất thần điện. Sao con lại ở đây? Ai cho phép con vào? Cô gái ngồi trên ngai vàng tỏ vẻ kinh ngạc, mở to mắt nói, sư phụ. Người, sao người lại đến đây? Huyết ảnh cười khẩy, cánh cửa thần điện từ từ khép lại đằng sau, sao ta không thể tới đây chứ? Ngược lại là con. Bổn tọa cho con tu luyện công pháp luân hồi 10 đời, sau khi đã luân hồi 10 đời thành công. Sao còn không mau chóng tìm bổn tọa chứ? Mà lại tới thần điện luân hồi này, hay là con muốn phản bội bổn tọa? Huyết ảnh vừa dứt lời. Đông Phương Xá Nguyệt biến sắc. Cô ta nhảy xuống trước người huyết ảnh rồi quỳ gối, sư phụ, người nghe con giải thích. Đông Phương Xá Nguyệt kể lại một lượt những gì mình gặp phải. Huyết ảnh nhướng mày, Vạn Trường Sinh truy sát con à? Đúng vậy. Đông Phương Xá Nguyệt gật đầu, sư phụ rất đáng sợ. Nói dối vô dụng trước mặt sư phụ, không chỉ có thể, gia tộc Đông Phương còn phản bội con. Con bị người khác truy sát, vất vả lắm mới chạy trốn tới đây. Thật không, huyết ảnh ra tay. Vút. Một tia máu bay tới chui vào mi tâm Đông Phương Xá Nguyệt. Trong chốc lát. Cơ thể Đông Phương Xá Nguyệt run lên. Thuật đọc tâm. Nó cùng một loại với thuật siêu hồn. Nhưng không chính xác như thuật siêu hồn. Thi triển thuật đọc tâm,
tất cả mọi suy nghĩ trong lòng đều sẽ hiện lên trong đầu người sử dụng. Trong đầu Đông Phương Xá Nguyệt hiện lên hình ảnh mình bị truy sát, tất cả đều đã được huyết ảnh nhìn thấy. Sắc mặt huyết ảnh trầm xuống, không khác biệt lắm. Bổn tọa bảo con thu thập các mảnh vỡ của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tình hình thế nào rồi? Đông Phương Xá Nguyệt rời mắt rồi đáp, thưa sư phụ, trong tay đồ nhi có 2 mảnh ạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mảnh ở di tích Côn Luân hư thượng cổ kia con không có được à? Sắc mặt huyết ảnh tối sầm, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Xá Nguyệt quỳ gối bẩm, sư phụ, mong người tha tội. Mảnh vỡ kia, để vi sư tự mình xem. Đôi mắt huyết ảnh lạnh như băng, lại một tia máu khác chui vào mi tâm Đông Phương Xá Nguyệt. Đông Phương Xá Nguyệt biết nếu bị sư phụ phát hiện mình nói dối thì sẽ chết rất thê thảm. Cô ta chỉ đành nhớ lại mọi chuyện xảy ra tại di tích Côn Luân hư thượng cổ khi ấy. Cô ta vốn định đổ tội cho Diệp Bắc Minh. Nhưng rồi lại hồi tưởng đến chuyện xảy ra giữa hai người. Diệp Bắc Minh, thôi để tôi giúp cậu lần cuối. Sau đó, Đông Phương Xá Nguyệt chủ động sửa chữa hình ảnh trong ký ức của mình. Trong hình ảnh, một người đàn ông đeo mặt nạ màu tím cướp lấy mảnh vỡ tháp Càn Khôn Chấn Ngục thứ 3 kia. Diệp Càn Khôn, cậu ta là ai? Người huyết ảnh bùng nổ sát khí. Bùm! Đông Phương Xá Nguyệt không chịu nổi, quỳ gối trên mặt đất, sư phụ, đồ nhi cũng không biết người nọ là ai. Chỉ biết rằng thực lực của cậu ta rất đáng sợ, đến đồ nhi cũng chẳng phải là đối thủ của cậu ta. Dưới áp lực nghẹt thở kia, thần niệm của Đông Phương Xá Nguyệt dao động. Hình ảnh trong đầu mơ hồ. Hiện ra khung cảnh một nam một nữ quấn quýt. Hả? Sắc mặt huyết ảnh lại càng lạnh hơn, Đông Phương Xá Nguyệt, gan to thật đấy. Cơ thể của con bị người phá rồi hả? Chuyện lớn như vậy sao không bẩm báo cho sư phụ? Mặt Đông Phương Xá Nguyệt trắng bệch, sư phụ, con. Huyết ảnh lắc đầu, cơ thể của con không còn thuần khiết nữa, có tư cách gì giúp bổn tọa hồi sinh chứ? Nhưng chín thân xác luân hồi còn lại không có vấn đề gì. Tuy có chút tiếc nuối nhưng chín thân xác luân hồi cũng đủ dùng rồi. Còn về phần con thì chết được rồi. Dứt lời, huyết ảnh vung tay lên. Tia máu bùng nổ, lao nhanh tới chỗ Đông Phương Xá Nguyệt. Rầm. Đông Phương Xá Nguyệt bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng không chết ngay tại chỗ. Cô ấy chỉ thê thảm quỳ rạp dưới đất. Chỗ bụng lóe ra tia máu. Nó ngưng tụ thành hư ảnh của một con huyết long, bao phủ Đông Phương Xá Nguyệt. Hả? Huyết ảnh kinh ngạc nhìn bụng của Đông Phương Xá Nguyệt, con có con của tên Diệp Càn Khôn kia sao? Cùng lúc đó, sâu trong lốc xoáy đỏ thẫm kia, Diệp Bắc Minh bỗng nhiên mở to mắt. Một cảm giác máu mủ ập tới chỗ anh. Tiểu tháp, tôi cảm nhận được lực lượng huyết mạch thì phải. Hình như người thân của tôi gặp nguy hiểm. Lẽ nào là bố mẹ tôi hay con gái tôi gặp nguy hiểm chăng? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ một lát rồi đáp, thiên uyên rơi xuống từ trên thần giới nên có thể ngăn cách tất cả mọi khí tức. Đến cả bổn tháp đều không cảm nhận được khí tức ở bên ngoài thiên uyên nữa là, còn bố mẹ cậu thì đang ở giới U Minh. Con gái cậu ở huyền giới, cậu không thể nào cảm nhận được khí tức của bọn họ đâu. Diệp Bắc Minh nhíu chặt mày. Vậy tại sao chứ? Bỗng nhiên, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục liên tưởng ngay đến một chuyện, ôi vãi. Nhóc à, có lẽ. Có lẽ cái gì? Diệp Bắc Minh hỏi ngay. Giọng điệu của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục rất kỳ quái, cậu nghĩ thử xem, có ai quan hệ với cậu ở Thiên Uyên? Diệp Bắc Minh nhíu mày, hầu tử rớt xuống Thiên Uyên, nếu anh ta có nguy hiểm thì khả năng cao là tôi không cảm nhận được. Sau đó là Sở Sở và Đông Phương Xá Nguyệt. Sở Sở là bạn bè của tôi, chắc hẳn tôi cũng không cảm nhận được nguy hiểm của cô ấy. Còn về phần Đông Phương Xá Nguyệt. Nói đến đây, Diệp Bắc Minh giật mình. Không thể nào. Ha ha ha. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười phá lên, giọng điệu như cười trên nỗi đau của người khác, nhóc à, nghĩ đúng rồi đó. Bổn tháp phục cậu thật, vậy mà làm một nữ đế mang thai luôn.
Diệp Bắc Minh kinh hãi, lẽ nào giữa tôi và Đông Phương Xá Nguyệt có thật ư? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hừ nhẹ, nếu không thì sao? Trừ phi con của hai bọn cậu có nguy hiểm nên cậu mới cảm nhận được khí tức giữa máu mủ tình thân với nhau, còn có cách giải thích nào khác không? Diệp Bắc Minh hoàn hồn ngay tức khắc. Không ổn, nếu nói như vậy thì chẳng phải là... Đi! Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh bay vút lên cao không hề do dự. Một con huyết long cuồn cuộn bay lên, đi về phía thần điện luân hồi. Cùng lúc đó, người của huyết tộc cũng nhanh chóng chạy tới chỗ thần điện luân hồi. Nhanh chút nữa, nhanh chút nữa. Huyết Bách Luyện hét to, ai là người đầu tiên tới nơi có hắc long sẽ ban thưởng 100 bình dịch huyết hồn. Dứt lời, mắt người trong huyết tộc đỏ ngầu, điên cuồng lao tới nơi sâu nhất khu vực cấm. Gầm gừ. Bỗng nhiên. Sau lưng bọn họ vang lên tiếng rồng ngâm. Huyết Thiên quay đầu nhìn, chết lặng, bố xem đó là gì thế? Huyết Bách Luyện bèn quay đầu lại. Kinh hãi. Ông ta chỉ thấy huyết khí cuồn cuộn khắp trời, một con huyết long đang lao vút tới. Quan sát thật kỹ. Trên đầu huyết long có một người. Ôi mẹ ơi! Ngay khi nhìn thấy người họ, Huyết Thiên suýt nữa bật dậy, bố ơi, là thằng Ôn con kia. Chẳng phải cậu ta bị nhốt trong thành huyết linh à? Sao còn đi ra đây được? Mau giết cậu ta! Huyết Bách Luyện nhướng mày. Khí tức của huyết long kia quá đáng sợ, đến cả ông ta cũng cảm thấy khiếp đảm. Nhưng khí tức Diệp Bắc Minh lộ ra cũng chỉ tới cảnh giới thiên huyền đỉnh phong. Mình là cảnh giới động hư, lẽ nào sợ một thằng oát con cảnh giới thiên huyền đỉnh phong? Nghĩ đến đây, Huyết Bách Luyện bay lên trời, chặn đường Diệp Bắc Minh lại, danh con, đứng đó cho lão phu. Huyết long chẳng hề có ý dừng lại. Nó đâm thẳng vào người Huyết Bách Luyện. Dầm. Cơ thể Huyết Bách Luyện bị xé nát, chốc lát đã hóa thành một bãi máu. Tộc trưởng. Hơn 10 vị trưởng lão huyết tộc lạnh sống lưng. Huyết Thiên sợ hãi ngã phịch xuống đất, bố ơi. Diệp Bắc Minh đứng lại ngay trước người Huyết Thiên, sợ sợ đâu rồi. Răng rắc. Cổ tay anh nắm chặt, khống chế cổ Huyết Thiên. Cảm giác nghẹt thở ập tới. Huyết Thiên sợ vỡ mật, hoảng hốt nói, tôi không biết. Sau khi tôi rời khỏi thành huyết linh cũng không có dẫn theo cô ấy. Cái gì? Diệp Bắc Minh ngẩn ngơ. Trong đầu anh hiện lên gương mặt ngây ngô rực rỡ kia của Sở Sở. Lẽ nào Sở Sở không chạy khỏi thành huyết linh được nên đã bị huyết tế sông ư? Để mày lại làm gì? Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh siết chặt 5 ngón tay. Cổ Huyết Thiên gãy nát trong tức khắc, chết ngay tại chỗ. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc à, cô bé kia không phải người đoản mệnh đâu. Cậu yên tâm đi, chắc hẳn cô ấy đã rời khỏi thành huyết linh từ lâu rồi. Lòng Diệp Bắc Minh hơi lo lắng, tiểu tháp, ông có chắc không? Yên tâm đi, tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời chắc nịch, hơn nữa, cô ấy còn đang đi về phía này. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Anh vứt xác của Huyết Thiên sang bên rồi quay đầu nhìn về phía sau. Đôi mắt thoáng lóe sáng. Anh hít sâu một hơi, rồi xoay người nhìn sang thần điện luân hồi, nếu Sở Sở không có việc gì là được rồi. Anh tiếp bước. Các vị trưởng lão huyết tộc nhìn nhau, nào ai dám cản đường anh. Cùng lúc đó, cách đấy mấy trăm dặm. Một cô gái xinh đẹp mỹ diều dẫn theo Sở Sở chạy rất nhanh. Theo sát sau lưng cô gái đó là 10 người đều ở cảnh giới động hư. Sở Sở nhìn hắc long cuối chân trời mà lòng hơi lo âu, chị Thục Nhiên ơi, anh Diệp không sao chứ? Em thấy hướng con hắc long kia giống như hướng của Huyết Trì. Chị Thục Nhiên, chị đi cứu người với em được không? Cô gái tên là Giang Thục Nhiên. Là người của nhà họ Giang ở huyền giới. Mẹ của Sở Sở chính là cô của Giang Thục Nhiên. Nhà họ Giang là đế tộc, cũng có thần đế tọa chấn. Thiên Uyên xảy ra việc lớn như vậy, đến cả các gia tộc lớn ở huyền giới đều bị kinh động. Đôi mắt Giang Thục Nhiên đăm chiêu nhìn chằm chằm vào con hắc long kia, mặc kệ anh Diệp trong miệng em là ai thì đều đặt sang một bên đi. Tính mạng của anh Diệp kia của em không đáng nhắc tới với bí mật của Thiên Uyên.
chị Thục Nhiên. Sở Sở cuống quýt. Cô ấy giữ chặt cánh tay của Giang Thục Nhiên, khẩn cầu nói, xin chị đó, chúng ta tiện đường qua đó xem chút được không? Anh Diệp không thể có việc gì được. Giang Thục Nhiên thấy Sở Sở cầu xin như vậy. Cô ta đành bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, rốt cuộc thằng nhóc kia là ai mà mê hoặc em đến mức mù quáng thế kia. Chị chỉ xem chút rồi đi thôi, nếu không thấy người thì chúng ta đi ngay. Vâng ạ. Sở Sở mừng rỡ. Giang Thục Nhiên dẫn theo Sở Sở nhanh chóng tới chỗ huyết trì. Sở Sở, huyết trì mà em nói đâu rồi, Giang Thục Nhiên nhướng mày. Đằng trước chỉ có một hố sâu nghìn mét, rỗng tuếch chẳng có gì. Nào có huyết trì gì chứ? Hả? Sở Sở kinh ngạc thốt lên, sao không thấy huyết trì nữa? Chị Thục Nhiên, em chắc chắn là đây đó. Lẽ nào huyết trì bị bốc hơi rồi? Chúng ta đi xuống xem thử. Mọi người nhảy vào hố sâu kia. Sau khi tìm tòi một hồi, họ chẳng thu hoạch được gì. Gầm gừ. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu họ vọng tới tiếng rồng ngâm. Trên miệng hố sâu vọng xuống giọng của ông lão, cô chủ, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Hắc Long kia sẽ biến mất đấy. Sắc mặt Giang Thục Nhiên trầm xuống, được rồi Sở Sở, chị không chơi với em nữa. Tất cả người của nhà họ Giang đều mau đuổi theo. Trong thần điện luân hồi, người, không thể nào, Đông Phương Xá Nguyệt hoàng hốt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia. Đó chính là sư phụ của cô ta, huyết ảnh kia vừa mới ngưng tụ thành một cơ thể rõ ràng. Mi thanh mục tú, vóc người mảnh khảnh. Cơ thể cường tráng, sống mũi cao ngất. Khuôn mặt kia lại đẹp trai đến ngỡ ngàng. Dù vậy đó cũng không phải điển khiến Đông Phương Xá Nguyệt khiếp sợ. Điểm khiến cô ta khiếp sợ ấy là khuôn mặt ấy giống hệt với Diệp Bắc Minh. Cho dù không giống như đúc thì cũng phải tương tự hơn 90%. Không thế nào, sao thể xác sư phụ ngưng tụ lại giống hệt cậu ta chứ? Đây là chuyện quái gì thế? Đông Phương Xá Nguyệt ngơ ngác. Sau đó, người thanh niên kia mở mắt, Đồ Nhi. Con đang có phản ứng gì thế? Lẽ nào cơ thể vi sư ngưng tụ lại khiến con mất hứng à? Giọng nói già nua khác hẳn với Diệp Bắc Minh. Đông Phương Xá Nguyệt cúi đầu, sư phụ, Đồ Nhi đang vui mừng thay người. Sâu trong đáy mắt cô ta đầy sự hoài nghi và kinh hãi. Người thanh niên kia đưa tay lên, lấy ra một mặt gương bằng đồng xanh. Người nọ soi kỹ gương mặt mình, khuôn mặt này cũng không tệ lắm. Giống khoảng 90%. Sư phụ, những lời của người là sao? Long Đông Phương Xá Nguyệt đầy bất ngờ bèn vội hỏi. Người thanh niên cười khẩy đáp, nói cho con cũng chả sao, đây là trước khi bổn tọa qua đời. Sử dụng phép tắc luân hồi đã nhìn thấy gương mặt này, người này rất có thể là chủ nhân đời đầu tiên của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Vi sư sử dụng gương mặt của người nọ để ngưng tụ cơ thể đương nhiên là mong rằng được tháp Càn Khôn Chấn Ngục tán thành. Đông Phương Xá Nguyệt kinh ngạc, cái gì? Sao thế? Sao trông con bất ngờ vậy? Người thanh niên nhíu mày. Đông Phương Xá Nguyệt vội vàng lắc đầu, không, không có. Cô ta cố gắng nặn một nụ cười, con đang vui mừng thay sư phụ ạ, chúc mừng sư phụ thành công tu luyện luân hồi thần công. Ha ha ha! Người thanh niên cười ngạo mạn, trở về huyền giới với ta. Người nọ bước ra. Chuẩn bị rời khỏi thần điện luân hồi. Đông Phương Xá Nguyệt cản người thanh niên lại, sư phụ, từ đã. Sắc mặt người thanh niên trầm xuống, sao thế, con dám cản ta à? Đông Phương Xá Nguyệt quỳ xuống nói, sư phụ, bọn Vạn Tuyệt và Vạn Càn đang ở ngay bên ngoài. Đồ Nhi kiến nghị, người đeo mặt nạ rồi hẵng gặp bọn họ. Dù sao khuôn mặt của người rất có thể là mặt của chủ nhân đời đầu của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Lỡ như để bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của người, biết đâu sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn của người. Cô ta lo lắng Vạn Càn nhận ra Diệp Bắc Minh. Người thanh niên nhướng mày. Bỗng mỉm cười nói, lo lắng của con không phải không có lý. Cũng đúng. Người nọ phất tay, một cây cột vàng ròng trong đại điện bị hòa tan. Dung dịch vàng nung chảy kia dần ngưng tụ thành một cái mặt nạ hoàng kim.
Người thanh niên tiện tay vẽ một vài đường phù văn rồi mang mặt nạ hoàng kim kia lên. Nó ngăn cản tất cả mọi sự thăm dò của thần niệm. Chúng ta đi thôi. 10 phút sau, Diệp Bắc Minh đã đuổi tới thần điện luân hồi. Anh không hề do dự bước vào đó. Người đâu hết rồi? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Anh nhìn khắp một vòng, bên trong trống rỗng chẳng có gì cả. Anh chỉ thấy một vết máu trong đại điện. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, nhóc à, trong máu này có khí tức của Đông Phương Xá Nguyệt. Diệp Bắc Minh bước qua đó, vết máu còn chưa khô, xem ra Đông Phương Xá Nguyệt chưa rời đi bao lâu. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, sau lưng anh vang lên một loạt bước chân. Ai đó? Diệp Bắc Minh quay đầu lại. Anh Diệp, anh không sao thì may quá. Một giọng nói mừng rỡ vang lên. Sau đó, Sở Sở chạy vội tới, bổ nhào vào lòng Diệp Bắc Minh. Một lúc lâu sau, Sở Sở mới ngại ngùng buông tay ra, gương mặt đỏ bừng như quả táo đỏ. Cậu chính là anh Diệp kia sao? Môi chạm môi. Cơ thể mềm mại của Sở Sở run lên, mở to mắt. Gương mặt xinh xắn của cô ấy ửng đỏ, trái tim lỡ nhịp. Giang Thục Nhiên kinh ngạc, tức giận hét, xúc sinh, em ấy vẫn còn là đứa bé, sao cậu dám làm vậy hả? Vút. Một cái roi thép xé gió bay tới, Diệp Bắc Minh ôm Sở Sở, lách người qua bên né đòn. Roi thép giáng xuống. Rầm, mặt đất nứt ra. Đồ háo sắc, cậu còn dám trốn à? Giang Thục Nhiên dậm chân, tấn công Diệp Bắc Minh. Cô ta vung một lần hơn 10 roi, tất cả đều bị Diệp Bắc Minh dễ dàng né tránh. Nếu cô lại ra tay thì đừng trách tôi không khách khí. Đồ háo sắc, làm nhục em Sở Sở mà còn dám buông lời ngông cuồng à? Ánh mắt Giang Thục Nhiên lạnh như băng, sát ý bùng lên. Xoạt, xoạt, xoạt. Roi thép đâm xuyên qua không khí, quấn vào cổ Diệp Bắc Minh. Sở Sở lo lắng nói, chị Thục Nhiên, cả hai đừng đánh nhau nữa. Giang Thục Nhiên phẫn nộ nói, Sở Sở, em còn cầu xin cho loại đàn ông như cậu ta làm gì? Giết là xong. Sát ý trên người cô ta lại càng thêm đậm đặc. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, nể mặt Sở Sở, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Anh siết chặt tay, tóm lấy đỉnh roi thép bay nhanh như vũ báo kia. Anh vung mạnh tay. Á! Giang Thục Nhiên hét lên, cơ thể bay ra ngoài. Nện mạnh trên vách tường thần điện, chật vật phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn cô ta, xoay người đi thẳng, Sở Sở, tôi còn có việc nên đi trước đây. Giang Thục Nhiên vật vã đứng lên, quát khẽ cản cậu ta lại cho tôi. Mười mấy lão già cảnh giới động hư nhanh chóng chạy tới, đứng chắn ở cửa vào đại điện. Diệp Bắc Minh nhướng mày, không muốn chết thì tránh ra. Một lão già đến từ nhà họ Giang lạnh giọng quát, người trẻ tuổi à, nể mặt cậu là bạn của cô chủ Sở Sở nên lão phu không muốn giết cậu lắm. Chỉ cần cậu tự phế võ công của mình, mặc cho cô chủ nhà tôi định đoạt là được. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhiều lời. Anh phất tay, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện. Lão già nhà họ Giang kia cười khẩy, cậu còn dám ra tay à? Hơn 10 cao thủ cảnh giới động hư bước ra rồi lao tới. Gầm gừ. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém ra một kiếm khí đỏ thẫm như một con huyết long ùn ùn lao ra. Hơn 10 lão già cảnh giới động hư của nhà họ Giang chết sững. Ngay khi nhìn thấy huyết long, cơ thể bọn họ cứng đờ không tài nào di chuyển được. Bọn họ chỉ đành trơ mắt nhìn huyết long lao tới chỗ mình. Vút. Kiếm khí đỏ thấm lướt qua. Nó xẹt qua ra đầu hơn 10 lão già nhà họ Giang, nháy mắt bọn họ đã trở thành mấy lão đầu hói. Tóc bay lả tả. Mọi người đồng loạt sờ đỉnh đầu mình. Úi! Bọn họ hoảng hốt nhìn Diệp Bắc Minh. Nếu đường kiếm khí kia chếch xuống chút thì bọn họ đi đời nhà ma từ thuở nào rồi. Này! Giang Thục Nhiên há hốc miệng, chỉ có thể siết chặt nắm đấm. Nếu còn có lần sau thì giết không tha. Sau khi để lại câu nói ấy, Diệp Bắc Minh rời khỏi thần điện. Giang Thục Nhiên dán chặt mắt nhìn theo bóng lưng của Diệp Bắc Minh, Sở Sở, rốt cuộc thằng nhóc này là ai? Sở Sở vừa định giải thích. Ầm ầm.
Thần điện luân hồi rung chuyển dữ dội, lực lượng không gian khắp bốn phía dao động. Đủ loại phù văn xuất hiện, nuốt chửng hết mọi thứ quanh đây. Mau đi ra, chỗ này sắp sụp rồi, Giang Thục Nhiên quát. Diệp Bắc Minh vừa rời khỏi thần điện luân hồi mấy nghìn mét thì nghe thấy tiếng động sau lưng. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, thần điện kia sắp sụp rồi, Thiên Uyên sắp tan rã. Bổn tháp đã có thể cảm nhận được khí tức của người khác rồi. Đông Phương Xá Nguyệt còn ở thế giới Tam Thiên Hà. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngập ngừng một lát, bên cạnh cô ta có một khí tức rất kỳ quái. Cùng lúc ấy, thế giới Tam Thiên, yêu vực. Một người thanh niên đeo mặt nạ hoàng kim dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thiên Uyên. Đông Phương Xá Nguyệt hỏi, sư phụ, có chuyện gì thế? Cặp mắt dưới lớp mặt nạ vàng trầm xuống, có người đang nhìn lén ta. Đông Phương Xá Nguyệt kinh hãi, không thể nào. Lẽ nào bọn họ phát hiện ra sư phụ ư? Ánh mắt người thanh niên chợt lóe, không phải bọn họ mà là một luồng lực lượng khác. Ngay khi nãy, luồng khí tức kia lại biến mất rồi. Rốt cuộc là ai chứ? Người thanh niên nhắm mắt lại, thả luồng thần niệm khổng lồ ra ngoài thăm dò. Một lát sau, người nọ nhìn lên, lắc đầu bảo, khí tức kia đã biến mất rồi. Trước cứ mặc kệ, mang thân xác luân hồi cuối cùng của con về rồi nói tiếp. Người nọ rời mắt nhìn về phía dãy núi dày đặc yêu khí kia. Một cây đại thụ to lớn dợp bóng cao vút tận trời cao. Tộc Thiên Hồ, tới rồi. Lúc này, dưới Thiên Uyên, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vô cùng khiếp sợ, chủ luân hồi hồi sinh thật rồi. Cảm nhận của ông ta thật đáng sợ, nếu không phải bổn tháp đã dung hợp với phép tắc thế gian thì đã bị ông ta phát hiện rồi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, không thể nào. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghiêm túc nói, bổn tháp cũng cho rằng không thể nào nhưng sự thật ngay ở trước mặt. Chẳng những ông ta hồi sinh mà còn ở chung một chỗ với Đông Phương Xá Nguyệt. Cậu biết Đông Phương Xá Nguyệt gọi ông ta là gì không? Là sư phụ đấy. Diệp Bắc Minh ngẩn ngơ, chủ luân hồi là sư phụ của Đông Phương Xá Nguyệt sao? Lúc này, giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại vang lên, nhóc à, chớ kinh ngạc nhé. Có khí tức của hầu tử. Thiên Y Các, con đường gập ghềnh phía sau núi. Hàng chục nghìn đệ tử ngoại môn đang đi gánh nước bên vách núi sâu hun hút. Mục tiêu là vườn thuốc trên đỉnh núi. Đây là quy định của Thiên Y Các. Mỗi ngày mỗi đệ tử ngoại môn phải gánh được 100 thùng nước. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới được phép nghỉ ngơi. Trong đám đông ấy, có một người tuổi đời còn trẻ rất bắt mắt. Người nọ chính là hầu tử. Người khác đều gánh 2 thùng nước. Chỉ có hầu tử một chân đeo băng vải, một tay khác gánh nước, gian nan đi lên đỉnh núi. Bỗng nhiên có ai đó đứng chắn bên cạnh hầu tử, nhẹ đưa chân ra. Hầu tử vấp té lảo đảo quay cuồng trên mặt đất, thùng nước được gánh từ dưới suối lên bị đổ sạch. Ha 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 ha. Bên tai anh ta là một trận cười to vang, xem tên tàn phế này nè. Gánh một thùng nước mà gắng sức vậy luôn hả? Nếu như tôi là anh ta thì đâm đầu tự sát cho rồi. Mấy tên thanh niên ăn mặc xa hoa lộng lẫy buông lời chế nhạo. Những đệ tử ngoại môn khác thấy thế đều hoảng sợ né tránh. Đôi mắt hầu tử thẫn thờ, lẳng lặng cầm thùng nước đi xuống dưới chân núi. Một người thanh niên áo lam nói với theo, sao đồ tàn phế kia không phản ứng gì thế? Mất hứng thật. Ha ha. Cô gái mặc áo lúc bên cạnh cười khẩy, khi tên tàn phế kia vừa tới Thiên Y Các, tính tình táo bạo lắm đấy. Sau khi Đoạn sư huynh dạy dỗ anh ta vài lần rồi đánh gãy một chân mới biết điều hơn chút. Có người lắc đầu bảo, tên tàn phế kia kéo lê cái chân gãy gánh nước suốt một tháng. Những đệ tử ngoại môn khác có thể hoàn thành nhiệm vụ trước bữa cơm tối, nhưng tôi có vài lần nhìn thấy thằng nhóc kia gánh đến đêm khuya. Cô gái áo lục kia cười ác độc, hay là chúng ta đánh gãy cái chân kia của anh ta luôn đi. Nói xem liệu anh ta có gánh nước như một con chó không? Mắt thanh niên áo lam sáng rực, ý kiến hay. Đoạn sư huynh, anh thấy ý của Uông sư muội thế nào? Ánh mắt mấy người trẻ tuổi kia nhìn sang Đoạn Dật Phong. Đoạn Dật Phong lười nhát vươn thắt lưng, nếu mọi người muốn xem vậy thì thử đi. Nghe vậy,
những đệ tử ngoại môn trên đường núi thoáng run sợ. Bọn họ cúi đầu lủi thủi đi qua, sợ chọc giận những kẻ kia. Một tháng trước, khi hầu tử gánh nước đã không cẩn thận cản đường bọn họ. Thế là bị đánh gãy một chân. Một tháng nay, lũ đoạn giật phong chỉ cần rảnh rỗi là đến gây sự với hầu tử. Ban đầu hầu tử còn phản kháng một chút. Sau khi trải qua hơn 10 lần bị đánh như tử thì đã chết lặng. Tên tàn phế kia trở lại rồi. Cô gái áo lục cười nói. Đoạn giật phong nhìn sang. Người thanh niên áo lam hiểu ý, hóa thành một tàn ảnh xông lên. Hầu tử chật vật bay ra ngoài, nện mạnh vào một tảng đá, phun ra một ngụm máu tươi. Người thanh niên áo lam kinh ngạc nói, ồ, tàn phế, sao mày đi đứng không vững thế? Rồi nhấc chân lên. Bộp bộp, tiếng thùng nước bị đá đổ. Chao ôi, ngại quá. Thùng nước của mày lại đổ rồi kia, đi gánh một thùng nữa đi nhỉ. Ánh mắt hầu tử vẫn thở thẫn, lẳng lặng xoay người. Người thanh niên áo lam đưa tay lên tóm chặt cổ chân của hầu tử. Rồi kéo mạnh tay. Hầu tử lại lần nữa chật vật ngã sấp mặt. Ha ha ha, coi tên phế vật kia kìa. Đúng là đồ tàn phế, bắt nạt đến vậy rồi mà vẫn không tức giận sao. Mấy thanh niên cười to. Cô gái áo lục che miệng nói, anh ta là chó à? Sao hèn đến thế chứ? Người thanh niên áo lam đi qua, dẫm lên đầu hầu tử, đồ tàn phế, bây giờ giày của tao bị nước của mày làm bẩn rồi. Liếm sạch cho tao đi. Con người hầu tử co lại. Tất cả mọi uất ức nhục nhã trong khoảng thời gian này dâng lên trong lòng anh ta. Hầu tử gào lên, bạch kiếm tinh, con mẹ mày sẽ chết không yên đâu. Dù thành quỷ tao cũng không tha cho mày đâu. Anh ta bỗng nổi điên, ôm chặt chân người thanh niên áo lam. Rồi há to miệng cắn một cú thật đau. Á! Người thanh niên áo lam tên bạch kiếm tinh hét lên, vẻ mặt dữ tợn, tức tối gầm to, mẹ mày. Tàn phế mà cũng dám cắn tao à? Cút! Rồi gã tung cước đá bay hầu tử. Hầu tử ngã lăn trên mặt đất, miệng còn gặm một miếng thịt. Trên cái giỏ của bạch kiếm tinh xuất hiện một miệng vết thương sâu đến mức thấy xương. Ha ha ha! Bạch kiếm tinh sao thế? Mấy đệ tử nội môn cười khinh khỉnh, một tên tàn phế mà cũng đánh cậu bị thương được à? Cô gái áo lục cười trộm, đệ tử nội môn mà mất mặt thật nhỉ? Con mẹ mày chán sống thật rồi. Chán bạch kiếm tinh nổi gân xanh, hận không thể đá chết hầu tử. Nhưng mà... gã không dám giết người công khai. Thế là gã bèn nhìn sang đoạn giật phong, đoạn sư huynh. Đoạn giật phong phất tay bảo, đường núi gồ ghề, có một hai đệ tử ngoại môn bất cẩn ngã xuống dưới vực qua đời Âu cũng là chuyện thường tình. Bạch kiếm tinh nhếch mép cười khẩy, cảm ơn đoạn sư huynh. Một mùi máu tươi tanh tưởi ập vào mũi. Bạch kiếm tinh bước từng bước đến chỗ hầu tử, rồi hung hăng dẫm mạnh xuống cái chân gãy kia. Còn xoáy mũi chân. Á! Hầu tử kêu la thảm thương. Hai mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy, đau đớn đến sắp ngất. Kêu đi, kêu to chút, mày chưa ăn cơm à? Ánh mắt bạch kiếm tinh rét lạnh, đồ tàn phế, mày dám cắn chân tao à? Tao dẫm nát miệng mày giờ. Dầm. Gã nhấc chân lên. Miệng hầu tử be bét máu, cả khuôn mặt đầm đìa máu tươi. Bạch kiếm tinh vẫn còn rất khó chịu. Thế là gã hung tợn dẫm lên cái chân khác của hầu tử. Răng rắc, tiếng xương cốt gãy từng khúc vang lên. Hầu tử đau đớn cuộn tròn người. Bạch kiếm tinh đá bay anh ta sang vách núi bên cạnh. Ngay khi sắp rơi xuống vực sâu vô tận, hầu tử vươn hai tay bám lấy tảng đá bên vách núi. Chao ôi, khao khát sống của tên tàn phế này còn mạnh lắm, cô gái áo lục che miệng cười khinh. Đoạn giật phong cũng thấy khá hứng thú, thú vị đấy chứ, nếu là người bình thường thì đã chết từ đời nào rồi. Tên tàn phế này còn chịu được đến tận giờ à? Bạch kiếm tinh, chơi thêm đi. Bạch kiếm tinh nhếch mép, đoạn sư huynh, chỉ cần những lời này của anh là đủ rồi. Gã chậm ra đi đến chỗ vách núi. Gã lấy ra một cây dao nhọn hoắc chật, tao phải chém nứt đến ngón tay thứ mấy thì mày mới rớt xuống nhỉ. Hầu tử gần giọng gầm nhẹ, bạch kiếm tinh,
mày sẽ không chết yên ổn đâu. Bạch Kiếm Tinh phun một ngụm nước miếng, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng à. Tao thật muốn xem thử, miệng mày cứng đến mức nào. Cây dao sắc bén hạ xuống. Chém nứt ba ngón tay của hầu tử. Hai tay của hầu tử nổi gân xanh, đau đến phát run. Bạch Kiếm Tinh hung tợn cười nói, còn chịu đựng được à. Phụt, phụt. Cây dao lại hạ xuống, chặt đứt tiếp hai ngón tay. Lúc này, tay trái của hầu tử chỉ còn mỗi bàn tay nên không thể nào giữ gò đá kia được nữa. Anh ta chỉ đành dùng tay phải giữ chặt. Đinh, đinh, đinh. Bỗng nhiên, tiếng chuông vang vọng khắp núi. Đoạn Giật Phong biến sắc, có người đang gõ chuông huyền trọng, đừng chơi nữa, mau đến đại điện tập hợp. Bạch Kiếm Tinh liếm môi, tàn phế, hên cho mày đấy. Rồi gã vung đao chặt đứt cổ tay của hầu tử. Nháy mắt, người hầu tử rớt xuống vách núi sâu hun hút kia. Ngay khi cả lũ xoay người rời đi. Sau lưng vang lên tiếng nổ rung trời, cả bọn kinh ngạc quay đầu lại. Trước mặt họ, một người thanh niên xa lạ đang ôm hầu tử, đặt anh ta nằm trên mặt đất, 13 ngân châm trong tay đâm vào cơ thể hầu tử. Hầu tử, anh mau tỉnh lại đi. Hầu tử mở to mắt, khóe mắt trào ra dòng máu đỏ tươi, anh ơi, là anh. Hu 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 hu, tôi chết rồi à, lẽ nào anh cũng chết rồi. Hai anh em chúng ta gặp nhau dưới địa ngục sao? Hầu tử kích động vươn tay, định cầm tay Diệp Bắc Minh. Một bàn tay năm ngón đã bị chặt đứt sạch không còn ngón nào. Một bàn tay khác thì đến bàn tay cũng không có. Hai tay hoảng hốt bất lực vùng vẫy giữa không trung. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, ôm chặt cánh tay của hầu tử, không, anh chưa chết đâu. Tôi cũng không chết, nhưng có người lại muốn anh chết. Những kẻ này tra tấn anh thế nào, tôi sẽ trả lại cho bọn chúng gấp ngàn lần, vạn lần. Xong anh quay đầu nhìn về phía bọn Đoạn Giật Phong, Bạch Kiếm Tinh và cô gái áo lục. Hầu tử, ai làm anh bị thương? Mắt hầu tử ngập tơ máu, nhìn chằm chằm vào mấy người kia. Xong anh ta vươn tay chỉ vào Đoạn Giật Phong, tuy rằng anh ta không ra tay nhưng tôi biết là anh ta ra lệnh. Rồi chỉ tiếp vào Bạch Kiếm Tinh, là gã ra tay, hai cái chân này của tôi. Và cả đôi tay này đều do gã làm hết. Bạch Kiếm Tinh cười khinh bỉ, là tao làm thì sao hả? Quát con, đây là Thiên Y Các, lẽ nào mày tưởng? Gã còn chưa kịp dứt lời. Luồng huyết khí khủng khiếp phóng lên trời cao, thoáng chốc Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt Bạch Kiếm Tinh. Xoẹt xoẹt. Tiếng xé rách kinh khủng truyền tới. Răng rắc. Kèm theo tiếng xương cốt gãy vụn. Bạch Kiếm Tinh biến thành một người máu. Xương cả người gãy, mỗi một ngón tay đều bị xé xuống. Nhưng chúng không nứt hoàn toàn mà treo lủng lẳng trên bàn tay. Cơn đau khiến Bạch Kiếm Tinh run rẩy, điên cuồng la hét, Đoạn sư huynh, cứu tôi. Mau cứu tôi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn gã, đừng vội, trò hay vừa mới bắt đầu mà. Dứt lời, 13 cây kim khâu đâm vào cơ thể Bạch Kiếm Tinh. Ngân châm cứu người, kim khâu giết người. Trong nháy mắt, Bạch Kiếm Tinh như lướt qua địa ngục cửu u, cả người như bị hàng tỷ ác quỷ cắn xé ngấu nghiến. Sống không bằng chết. Gã quỳ rạp xuống đất. Luôn miệng kêu la, cầu xin tha tội. Cứu mạng, á, đau chết tôi. Không cần, cầu xin cậu tha cho tôi. Vương sư đệ Vương Khinh Hậu. Ông ơi, tôi biết mình sai rồi, cầu xin cậu bảo cậu ta buông tha tôi với. Giết tôi đi. Cầu xin cậu cho tôi chết đi. Quỷ môn thập tam châm đã khiến tâm lý của Bạch Kiếm Tinh sụp đổ. Giờ gã khác xa với kẻ kiêu ngạo trước kia mà chỉ một lòng muốn chết. Những người còn lại thấy dáng vẻ thê thảm của Bạch Kiếm Tinh chỉ biết nuốt một ngụm nước miếng. Sắc mặt Đoạn Giật Phong vô cùng u tối, oát con, cậu là ai? Tôi là người anh em của Vương Khinh Hậu và cũng là người muốn mạng của chúng bây. Diệp Bắc Minh lao vào đám người như thần chết. Đoạn Giật Phong quá to, chỉ là cảnh giới thiên huyền đỉnh phong mà cũng dám ra tay trước mặt tôi à. Khí tức cảnh giới tạo hóa sơ kỳ bùng nổ, anh ta chủ động lao vào Diệp Bắc Minh. Chết đi. Ngay khi hai người va vào nhau. Phụt.
Đoạn Giật Phong bay phát ra ngoài, hai cánh tay nổ tung tan tành. Anh ta ngã nhào lăn quay trên mặt đất. Mấy người cô gái áo lục thấy thế bèn hoảng sợ quay lưng bỏ chạy. Gầm gừ. 9 con hắc long từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh lao ra, lũ cô gái áo lục như bị sét đánh, đầu gối đập mạnh xuống đất. Máu tươi nhảy nhụa. Diệp Bắc Minh thong dong bước tới như thần chế, người anh em của tôi bị tra tấn thế nào thì các ngươi cũng sẽ như thế. Chúng tôi không hề ra tay. Tất cả đều do Đoạn Giật Phong sai bảo, chúng tôi chưa từng đánh Vương sư đệ. Lũ nam thanh nữ tú sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu. Cô gái áo lục mở to mắt tỏ vẻ đáng thương vô số tội, đại nhân, chúng tôi vô tội. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, cô vô tội vậy cơ à? Thế thì bắt đầu từ cô đi. Đừng. Cô gái áo lục ra vẻ lấy lòng, trong lòng còn có chút ảo tưởng. Diệp Bắc Minh bước tới. Anh tóm lấy mấy ngón tay ngọc ngà non nã của cô gái áo lục rồi xé từng ngón một. Á! Cô gái áo lục hoảng sợ hét lên. Các đệ tử ngoại môn của Thiên Y Các thấy thế đều hoảng sợ. Cơn hãi hùng bao trùm khắp ngọn núi. Diệp Bắc Minh mặc nhiên không quan tâm tới phản ứng của bọn họ mà bước tới chỗ Đoạn Giật Phong. Đoạn Giật Phong nuốt một ngụm nước miếng, làm bộ bình tĩnh, tôi phải nhắc nhở cậu lại lần nữa, nơi này là Thiên Y Các. Bây giờ cậu thu tay lại còn. Răng rắc. Anh giẫm mạnh chân xuống. Á, Đoạn Giật Phong kêu như heo chọc tiết. Phong Nhi. Một tiếng gầm đầy tức giận vọng tới, một lão già dáng từ trên trời xuống. Đoạn trưởng lão đến rồi. Mấy người cô gái áo lục như tóm được cọng rơm cứu mạng. Đoạn trưởng lão nhìn máu thịt bầy nhầy của Đoạn Giật Phong mà tức điên, gào lên, đồ súc sinh. Dám đánh cháu trai tôi ở Thiên Y Các. Cậu không biết chữ chết viết thế nào nhỉ, hôm nay cho dù là ông trời đến đây thì cậu cũng chỉ còn đường chết thôi. Đoạn Giật Phong đau đớn giống lên, ông nội, giết cậu ta giúp cháu với. Cháu phải bắt tên oát con đó chịu chung số phận với tên tàn phế Vương Khinh Hầu kia. Tra tấn cậu ta bằng cách tàn nhẫn nhất cho cháu. Đoạn trưởng lão tung chảo vào không khí. Một thanh trường kiếm xuất hiện. Vun vút. Một đường kiếm khí trăm trượng giáng xuống. Diệp Bắc Minh tung quyền đáp trả, một con huyết long lao ra. Rầm. Nháy mắt, kiếm khí bể nát, làn khí phản chấn cuồn cuộn lan ra, đập mạnh vào ngực Đoạn trưởng lão. Đoạn trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, thê thảm bay ra ngoài. Ầm ầm. Đằng sau đống đất đá hỗn loạn. Máu trào ra từ ngực lão già kia. Đoạn trưởng lão. Ông nội, đồng tử Đoạn Giật Phong co rút lại. Bầu không khí yên tĩnh như chết. Một giây. Hai giây. Mười giây. Suốt mười giây, cả ngọn núi sau lưng Thiên Y Các lặng ngắt như tờ. Một quyền suýt nữa đánh chết Đoạn trưởng lão cảnh giới chúa tể ư. Tên này là quái gì thế? Đoạn Giật Phong sợ run, khóc không ra nước mắt, rốt cuộc thì mình đã chọc phải ai chứ? Mấy người cô gái áo lục vốn đã bị quỷ môn thập tam châm tra tấn. Giờ lại chứng kiến cảnh đó nên bị hù chết luôn. Cậu cậu! Đoạn trưởng lão đưa tay lên, vô cùng sợ hãi chỉ vào Diệp Bắc Minh cậu. Cậu là ai? Một lũ sắp chết còn cần biết tôi là ai không? Diệp Bắc Minh khoát tay. Một luồng lực lượng vô hình bóp chặt cổ Đoạn trưởng lão. Đúng lúc này, hơn trăm người từ trên trời giáng xuống. Mười mấy cảnh giới chúa tể, hơn mười người cảnh giới tạo hóa. Tất cả những kẻ nắm quyền trong Thiên Y Các đều tới. Là cậu ta. Trong đám đông, một cô gái sửng sốt, đó chính là Tiêu Tuyết Y. Một người đàn ông trung niên nhướng mày, Tuyết Y, con quen biết cậu ta à? Trịnh Thừa An. Các chủ Thiên Y Các. Tiêu Tuyết Y gật đầu, quen ạ, cậu ta là Diệp Bắc Minh. Cô ta giới thiệu một lượt lai lịch của Diệp Bắc Minh và cả chuyện xảy ra trong Thành Huyết Linh. Thành Huyết Linh, đấu thú trường. Cả đám Thiên Y Các nhíu mày. Một lão già cảnh giới chúa tể trung kỳ bình tĩnh nói, hừ. Cái loại gì mà cũng dám dương oai ở Thiên Y Các chứ? Thằng nhóc họ Diệp kia. Lão phu ra lệnh cho cậu mâu thả Đoạn trưởng lão, nếu không. Răng rắc.
Một tiếng gãy giòn tan vang lên. Diệp Bắc Minh thẳng tay bóp nát cổ đoạn trưởng lão. Động tác rất dứt khoát. Một luồng thần hồn bay ra định bụng tẩu thoát. Diệp Bắc Minh chuyển cổ tay, phịch, thần hồn của đoạn trưởng lão nổ tung. Này! Cả đám tầng lớp cấp cao của thiên y các sửng sốt. Tiêu Tuyết Y vô cùng kinh ngạc, sao thực lực của cậu ta bỗng mạnh như vậy chứ? Trịnh Thừa An nói, người trẻ tuổi à, thiên y các tôi chọc cậu cái gì thế? Diệp Bắc Minh chỉ vào hầu tử, người anh em của tôi bị người của thiên y các tra tấn thành như vậy mà còn hỏi chọc tôi chỗ nào à? Ông già kia nhìn thoáng qua hầu tử. Lão già kia nhanh chóng rời tầm mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, các chủ, làm nhảm với loại xúc sinh này làm gì? Chỉ vì một tên đệ tử ngoại môn mà giết một cao thủ cảnh giới chúa tể. Cậu có biết một cảnh giới chúa tể có ý nghĩa thế nào với thiên y các chúng tôi không hả? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, cho dù là 100 cảnh giới chúa tể thì cũng kém xa người anh em của tôi. Ha ha, được, nói hay lắm. Lão già kia cười một cách dữ tợn, quát to, những người trên cảnh giới chúa tể đồng loạt ra tay cho tôi. Bắt cậu ta, báo thù cho đoạn trưởng lão. Mười mấy lão già cảnh giới chúa tể cùng tiến lên. Trịnh Thừa An vội ngăn cản, đại trưởng lão, từ đã. Lão già kia quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta, các chủ, còn đợi gì nữa? Trịnh Thừa An nhíu mày, đại trưởng lão, liệu chúng ta có nên biết rõ tình hình trước không? Có lẽ chuyện này, lão già kia thô lỗ cắt ngang, còn cần biết rõ ràng gì chứ? Tên xúc sinh này xông vào thiên y các. Còn giết đoạn trưởng lão ngay trước mặt chúng ta, dù chúng ta làm sai trước thì có hề gì? Một cái mạng quèn của người anh em cậu ta có thể so được với mạng của cảnh giới chúa tể hả? Trịnh Thừa An vừa định phản bác. Ha ha ha. Diệp Bắc Minh bỗng cười phá lên, vậy thì không cần nói tiếp nữa. Vút. Một bóng dáng màu đỏ thoáng hiện lên. Thoát cái Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt ông già kia. Lão già kia lạnh sống lưng, lùi về sau theo bản năng, oát con, cậu định làm gì? Giết ông. Cậu dám. Con người lão già kia co rút, một linh cảm tử vong ập tới. Diệp Bắc Minh cười lạnh nhạt. Kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay rồi nện mạnh xuống. Không cần, giọng lão già kia run rẩy, quay lưng tháo chạy. Rầm. Máu tươi bay tung tóe. Đại trưởng lão. Người trong thiên y các kinh hãi, tim như sắp nổ tung. Diệp Bắc Minh nhìn sang những kẻ cảnh giới chúa tể còn lại, hình như vừa rồi các người lộ ra sát ý với tôi nhỉ. Nhóc con, cậu. Hơn 10 lão già cảnh giới chúa tể hoảng sợ lùi về sau. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm vang lên, Diệp Bắc Minh lao vào giữa đám đông. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên hồi, sau đó kèm theo hơn 10 vụ nổ tung, máu thịt bay đầy trời. Người của thiên y các hãi hùng liên tục lùi về phía sau. Á, á, ác quỷ, cậu là ác quỷ. Đoạn Giật Phong sợ phát điên, điên loạn chạy tới ngay bên cạnh vách núi rồi nhảy xuống. Cơ thể đập mạnh xuống dưới đáy vực, tan xương nát thịt. Diệp Bắc Minh ôm lấy thân thể đang bị thương của hầu tử, chúng ta đi thôi. Xoay người rời đi. Trịnh Thừa An bất đắc dĩ cười khổ, thiên y các, phế đi. Tiêu Tuyết Y nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Bắc Minh, thân thể mảnh mai không ngừng run rẩy. Sau khi rời khỏi thiên y các, Diệp Bắc Minh dẫn theo hầu tử tiến vào di tích Côn Luân Thượng Cổ. Anh Diệp! Đây là nơi nào vậy? Mọi người nhà họ thôi đều kinh ngạc lao lên. Đây thật sự là một thế giới khổng lồ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, sau này tôi sẽ giải thích cho mọi người. Bước đến bên cạnh cây Long Huyết Bồ Đề. Kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay, chém về phía Long Huyết Bồ Đề. Chủ nhân, cậu muốn làm gì? Long Tổ xuất hiện, biến thành một người đàn ông trung niên. Diệp Bắc Minh nói, cứu người. Long Tổ nuốt nước miếng nói, chủ nhân, đây là Long Huyết Bồ Đề. Chỉ có chân Long ngã xuống mới có thể sinh ra một gốc cây như vậy. Nếu không phải Tổ Long Điện bị hủy diệt, mấy chục chân Long ngã xuống đây. Diệp Bắc Minh trực tiếp ngắt lời, Long Tổ, tôi biết Long Huyết Bồ Đề rất quý giá.
nhưng cho dù nó quý giá đến đâu cũng không bằng mạng sống của hầu tử. Nói xong, kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống, cây long huyết bồ đề bị chia làm đôi. Hừ! Phần trên của cây long huyết bồ đề gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một con huyết long và muốn bỏ trốn. Diệp Bắc Minh tiến tới, tóm lấy huyết long và đưa nó vào cơ thể của hầu tử. Một luồng máu bao bọc lấy hầu tử, chậm rãi khôi phục thân thể của anh ta. Khóe miệng long tổ co giật, chủ nhân, cậu còn thiếu anh em không? Tộc Thiên Hồ, dưới gốc cây thần. Thi thể rải rác khắp nơi, máu chảy thành sông. Một bà lão nằm trên mặt đất, cả người dính đầy máu tươi. Một chàng trai đeo mặt nạ vàng lãnh đạm nhìn bà ta, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cây thần của tộc Thiên Hồ. Đầu hàng không phải tốt hơn sao? Tôi chỉ cần một người, hà tất phải hủy diệt toàn bộ tộc Thiên Hồ chứ? Bà lão thoi thóp nhưng vẫn nghiến răng nói, đừng nghĩ đến việc mang yêu yêu đi. Chàng trai mỉm cười, không ai có thể ngăn cản được thứ mà bổn tọa muốn. Bước đến đứng dưới gốc cây thần, áp lòng bàn tay lên đó. Ong! Một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, cây thần của tộc Thiên Hồ lại đang khô héo. Sức sống vô tận đang ngưng tụ về phía cơ thể của chàng trai. Trong lúc đó, một gốc cây thần cao hơn hàng ngàn mét đang tươi tốt lại chết héo. Cậu, lực luân hồi! Bà lão trừng to đôi mắt đục ngầu của mình, không thể tin được, sao có thể như thế, cậu là chủ luân hồi. Chàng trai lắc đầu, có chút kiến thức đấy. Đồ nhi, lấy phân thân cuối cùng của con mang đi đi. Vâng. Đông Phương Xá Nguyệt tiến vào bên trong cây thần. Một lúc sau, bước ra từ giữa, sư phụ, xong rồi. Chàng trai xoay người rời đi. Vạn Tuyệt nhe răng cười dữ tợn, sư phụ, bà lão này còn sống, đồ nhi thay người diệt cỏ tận gốc. Không cần, bà ta cũng không sống được bao lâu, để bà ta tự sinh tự diệt đi. Vâng. Nhìn thấy chàng trai và những người khác biến mất. Ánh mắt của bà lão dần trở nên tuyệt vọng, tộc Thiên Hồ, hoàn toàn tuyệt hậu. Lúc này, một con hồ ly nhỏ màu tím lao đến, điên cuồng liếm vết thương trên người bà lão. Trong đôi mắt tuyệt vọng của bà lão hiện lên một tia vui mừng, tử nhi cháu còn chưa chết. Thật tốt quá. Không cần lãng phí sức lực nữa, cháu mau chạy trốn đi. Nhớ kỹ, nhất định phải kéo dài huyết mạch của tộc Thiên Hồ. Con hồ ly nhỏ màu tím điên cuồng lắc đầu. Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi mắt đẹp như bảo thạch. Xì xì xì. Cô ta cua tay múa chân, như thể đang nói điều gì đó. Bà lão bật cười thê thảm, không cần lãng phí sức lực, không người nào có thể cứu được tộc Thiên Hồ đâu. Xì xì xì. Con hồ ly nhỏ màu tím vẫn ra sức nói. Hai mắt bà lão đột nhiên sáng lên, cái gì? Ý cháu là, Diệp Bắc Minh sao? Con hồ ly nhỏ màu tím liều mạng gật đầu. Bà lão tự lẩm bẩm, chẳng lẽ, bên trong mọi thứ đều có số trời sao? Thôi quên đi, tử nhi, bắt đầu từ bây giờ, cháu chính là vương của tộc Thiên Hồ. Tương lai của tộc Thiên Hồ đều trông cậy vào cháu, đi tìm Diệp Bắc Minh đi. Nhất định phải giải cứu được yêu yêu trở về. Vừa dứt lời, một luồng sáng xanh lục nở rộ trên người bà lão, toàn bộ đều biến mất trong cơ thể con hồ ly nhỏ màu tím. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện, lập tức nằm trên người bà lão, hu hu hu, tổ tiên ơi! Bên trong di tích Côn Luân Thượng Cổ, sấm chớp ầm ầm. Những tia sét đẫm máu không ngừng rơi xuống. Vô số huyết khí trên bầu trời ngưng tụ lại với nhau. Cuối cùng toàn bộ đều chìm vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh. Đây là huyết khí còn chưa được luyện hóa bên trong thành huyết linh. Lúc ấy đang nóng lòng cứu người. Những huyết khí này đã được Diệp Bắc Minh thu vào di tích Côn Luân Thượng Cổ, hiện tại tất cả đã bị anh hấp thụ. Bùm! Giống như một lớp giấy dán cửa sổ bị chọc thủng vậy. Diệp Bắc Minh đột nhiên mở mắt ra, đây chính là cảnh giới chân linh sao? Mình cảm thấy huyết dịch trong cơ thể giống như chân long uy nghiêm vậy. Giơ tay lên ngưng tụ thành một quyền rồi tung ra. Hú! Một con huyết long đột nhiên bùng nổ, đáp xuống dãy núi cách đó hàng ngàn mét. Bùm! Một vết nứt dài hơn 1000 mét xuất hiện.
Sắc mặt Diệp Bắc Minh kích động, mẹ kiếp, một cú đấm này có thể đánh chết cảnh giới chúa tể sao? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lập tức vang lên, tiểu tử, chúc mừng. Khu vực trung cực bên trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cuối cùng đã mở, cậu có thể tiến vào. Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt, tiểu tháp, khu vực trung cực là gì? Sao trước đây tôi chưa từng nghe qua bao giờ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chỉ thốt ra một câu, cậu đi thì biết. Lập tức, khi tức biến mất. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Một suy nghĩ trong đầu tiến vào thế giới bên trong tòa tháp. Trước mắt trở nên mơ hồ. Một giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh xuất hiện trong không gian tối tăm. Nghĩa địa. Diệp Bắc Minh sợ hãi, tiểu tháp, chuyện gì thế này? Tại sao bên trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại có nghĩa địa vậy? Dõi mắt nhìn xung quanh, phía trước có mấy trăm ngôi mộ rậm rạp. Chỉ có tấm bia mộ dưới chân lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Nhưng phần còn lại của bia mộ chỉ là một mảnh u ám. Chỉ cần liếc nhìn một cái đã có cái nhìn sơ bộ về tất cả các bia mộ. Thậm chí, anh còn nhìn thấy tên của Tam Hoàng Ngũ Đế của Hoa tộc. Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc, tiểu tháp, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Tam Hoàng Ngũ Đế của Hoa tộc đều được chôn cất ở đây sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười, tiểu tử, đây là bia mộ của những chủ nhân trước đây của bổn tháp. Bọn họ đã qua đời nên mới được chôn cất ở đây. Nếu như cậu chết thì cậu cũng sẽ có một chỗ nho nhỏ ở nơi này. Cái gì? Thân thể của Diệp Bắc Minh run lên, sau lưng toát ra một luồng khí lạnh vô tận. Tất cả các chủ nhân trước đây của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đều đã qua đời sao? Hơn nữa, toàn bộ bia mộ đều nằm trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, tiểu tháp, sao trước đây ông không nói cho tôi biết? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẽ cười, trước đây cậu còn chưa đủ tư cách, nhưng hiện tại thì đã đủ rồi. Diệp Bắc Minh biết tất cả những điều này là do mình đã tiến vào cảnh giới chân linh. Có lẽ, cảnh giới chân linh là một ngưỡng cửa. Anh nhìn dọc theo nghĩa trang, chỉ thấy rất rậm rạp. Nơi đây có hàng trăm tấm bia mộ, dưới mỗi tấm bia mộ đều là một nhân vật lớn với lai lịch tuyệt đỉnh kinh khủng. Phía cuối nghĩa địa có 9 ngôi mộ xếp thành một hàng. Chữ viết trên đó đã bị mờ, không thể nhìn rõ từng chữ một. Diệp Bắc Minh muốn tiến vào nghĩa địa, đọc rõ ràng từng chữ trên bia mộ. Từng bước tiến lên. Một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại đã ập đến, ngăn chặn anh lại. Cho dù như thế nào đi nữa cũng không thể tiến về phía trước. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, Đồ Nhi, đã lâu không gặp. Sư phụ từng nói có một ngày chúng ta sẽ có thể gặp lại, ngày này cuối cùng cũng đã tới. Một giây tiếp theo. Một mộ bia ở bên rìa nghĩa địa đã sáng lên. Bia mộ vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng đột nhiên trở nên cực kỳ chói mắt. Trong nháy mắt, tấm bia mộ này đã trở thành nhân vật chính của toàn bộ nghĩa địa. Diệp Bắc Minh nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, thần chủ tuyệt thế sư phụ. Trên mộ bia có khắc 6 chữ ngôi mộ thần chủ tuyệt thế. Đây là phần mộ của vị sư phụ thứ 100 của anh, thần chủ tuyệt thế. Một cái bóng xuất hiện phía trên ngôi mộ. Ngưng tụ thành hình dáng của một người đàn ông trung niên, không giận tự uy, Đồ Nhi, nhiệm vụ mà ta giao cho con đã hoàn thành ra sao rồi? Chuyện này. Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt. Thần chủ tuyệt thế đã từng căn dặn Diệp Bắc Minh phải chăm sóc con gái của ông ấy. Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Bắc Minh, sắc mặt già nua của thần chủ tuyệt thế trầm xuống, thế nào? Con không làm sao? Diệp Bắc Minh có chút lúng túng, sư phụ, người nghe con giải thích. 3 năm trước, con và Nhan cô nương cùng nhau tiến vào thần miếu của chiến trường Thái Cổ, sau đó thần miếu đã sụp đổ. Trước khi chiến trường Thái Cổ bị phong ấn, nữ hoàng Tu La đã cứu được Nhan cô nương, con đã hỏi qua nữ hoàng Tu La. Nhan cô nương đã rời khỏi ma giới. Thần chủ tuyệt thế nhíu chặt mày, cho nên con không đi tìm con bé. Trong giọng nói có chút không vui. Còn mang theo cảm giác trách móc. Diệp Bắc Minh rất xấu hổ, sư phụ, lúc ấy cha mẹ con đã gặp nguy hiểm. Hơn nữa con còn bị những chuyện khác quấy rầy, cho nên. Hừ.
Thần chủ tuyệt thế hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thúi, những chuyện con đã hứa với ta nhưng lại không làm được. Con thật quá đáng trong chuyện này. Diệp Bắc Minh quỳ một chân trên mặt đất, sư phụ, Đồ Nhi đã không làm tốt chuyện này. Đồ Nhi bảo đảm, sau khi rời khỏi Thiên Uyên, con nhất định sẽ tìm được Nhan cô nương. Thần chủ tuyệt thế không nói câu nào. Hư ảnh trực tiếp biến mất, ngôi mộ của ông ấy cũng dần mờ đi. Sư phụ! Sư phụ! Cho dù Diệp Bắc Minh có kêu gào như thế nào đi chăng nữa thì thần chủ tuyệt thế cũng không có ý định ra ngoài. Diệp Bắc Minh đứng dậy, tiểu tháp, ông có thể tìm được khí tức của Nhan cô nương không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, để tôi tìm thử xem. Một lát sau, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, không tìm thấy được khí tức của cô ấy, nhưng chắc hẳn cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Bắc Minh trịnh trọng gật đầu, một khi có tin tức của cô ấy thì lập tức báo cho tôi biết. Tiếp theo, Diệp Bắc Minh lại gọi thần chủ tuyệt thế mấy lần. Nhưng bia mộ của đối phương không hề đáp lại. Cũng không biết sư phụ tức giận hay còn nguyên nhân nào khác. Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều nữa, xác nhận bản thân không thể tiến vào nghĩa địa, suy nghĩ trong đầu lui ra ngoài. Cùng lúc đó, huyền giới, thần thủ cốc. Trong một khoảng sân yên tĩnh, một cô gái với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp như ngọc thở dài một hơi, ôi, đã suốt 3 năm rồi, không biết anh ấy thế nào nữa. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương ngồi bên cạnh ngạc nhiên, chị Nhan, sao chị lại nhớ đến anh ấy rồi? Có rất nhiều phụ nữ xung quanh người đàn ông thúi này, chỉ đếm sơ một chút cũng đã có hơn 10 người rồi. Chị Nhan, chị thích anh ấy, nhưng anh ấy chưa chắc thích chị đâu. Có lẽ anh ấy đã sớm quên chị từ lâu rồi. Nếu Diệp Bắc Minh ở chỗ này thì anh nhất định sẽ nhận ra hai người bọn họ. Nhan Như Ngọc, La Vãn Vãn. Sau khi Nhan Như Ngọc rời khỏi ma giới thì cô ta đã gặp được sư phụ hiện tại của mình. Một vị thần ý của thần thủ cốc. Đối phương nhìn chúng y thuật thiên phú và vóc dáng hoàn mỹ trời sinh của cô ta. Cho nên đã đưa cô ta về thần thủ cốc. Nhan Như Ngọc biết mình không có quyền từ chối, chỉ có một yêu cầu duy nhất, dẫn theo La Vãn Vãn cùng đến thần thủ cốc. Khuôn mặt của cô gái đỏ bừng lên, củ cải nhỏ, em nói năng bậy bạ gì đó. Ai thích anh ấy? Sau khi thần miếu Thái Cổ sụp đổ, tất cả mọi người đều nói anh ấy đã chết. Chị chỉ nghi ngờ, dựa vào số mệnh của anh ấy, nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hừ! La Vãn Vãn khẽ hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, còn không chịu thừa nhận. Em có bằng chứng nè. Nói xong, La Vãn Vãn giơ tay, lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Rót chân nguyên vào trong đó. Giọng nói của Nhan Như Ngọc vang lên trong lưu ảnh thạch, anh Diệp, anh đang ở nơi nào? Anh có khỏe không, anh Diệp, em nhớ anh. À! Nhan Như Ngọc kêu lên một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng xấu hổ, củ cải nhỏ, cái này từ đâu tới? La Vãn Vãn cười trộm, hì hì, đây là lúc chị nằm mơ nói mơ đó. Em cũng biết chị sẽ không thừa nhận, cho nên đã dùng lưu ảnh thạch ghi lại. Còn có chuyện thú vị hơn nữa, chị Nhan có muốn nghe không? Lần trước khi chị Nhan uống say, vừa xoa xoa người mình còn vừa gọi tên anh Diệp, hai chân còn run rẩy nữa. Em! Nhan Như Ngọc thẹn thùng dậm chân, con bé thúi này, em dám trêu chọc chị à? Mau trả lại lưu ảnh thạch cho chị. Hi hi hi, không đâu. Huyền giới, sâu trong một dãy núi cổ xưa. Chàng trai đeo mặt nạ vàng ngồi trên một tế đàn. Xung quanh thân thể, ba mảnh vỡ cổ xưa trôi lơ lửng, ngưng tụ thành bóng dáng của Càn Khôn Trấn Ngục trên hư không. Hai người Đông Phương Xá Nguyệt và Vạn Tuyệt quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt kinh ngạc. Một lát sau, chàng trai mở mắt ra, đáng tiếc, chỉ có 3 mảnh vỡ. Nếu lấy được mảnh vỡ thứ 4 thì thực lực của bổn tọa nhất định sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Tuyệt Nhi. Vạn Tuyệt kích động trả lời, đệ tử ở đây. Chàng trai hơi nheo mắt lại, còn đi đến thế giới Tam Thiên một chuyến, tìm cho vi sư một người tên là Diệp Càn Khôn. Bàn tay vừa nhấc lên. Bóng dáng của một chàng trai đeo mặt nạ màu tím xuất hiện. Người này sống hay chết không quan trọng,
quan trọng là mảnh vỡ tháp càn khôn trấn ngục trong tay cậu ta. Nếu con tìm được vật này thì con sẽ là người tiếp theo của nhà họ Vạn được phong tước hiệu thần đế. Toàn thân Vạn Tuyệt run rẩy, hô hấp vô cùng dồn dập. Điên cuồng đập đầu xuống đất. Máu tươi đầm đìa, sư phụ, đệ tử nhất định không phụ lòng mong đợi của mọi người. Đôi mắt đỏ bừng, ghi nhớ kỹ hình bóng kia. Đông Phương Xá Nguyệt cũng vội vàng nói, sư phụ, để con đi cùng cậu ấy. Thực lực của Diệp Càn Khôn kia rất cường đại, một mình Vạn Tuyệt chưa chắc có thể đánh bại cậu ta. Chàng trai hừ lạnh một tiếng, con còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Vốn dĩ 10 thân thể luân hồi của con đã chuẩn bị xong, nhưng bản thân con lại cho người phá nát thân mình, làm ô uế sức mạnh của huyết mạch. Nhưng huyết mạch trong bụng con cũng không tệ, cho bổn tọa thêm một tháng nữa. Đợi bổn tọa khôi phục lại một chút sức lực thì ta có thể hoàn toàn luyện chế vật trong bụng con. Chàng trai chậm rãi đứng dậy, bóng dáng bao phủ toàn bộ sơn cốc. Ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trên trời cao, đám đạo đức giả các ngươi, sớm muộn gì bổn tọa cũng sẽ giết bằng được các ngươi. Nhìn Vạn Tuyệt rời đi. Đông Phương Xá Nguyệt thầm kêu không ổn, sư phụ và Vạn Tuyệt tạm thời còn chưa biết Diệp Càn Khôn chính là Diệp Bắc Minh. Nếu bị bọn họ phát hiện thì Diệp Bắc Minh nhất định lành ít dữ nhiều. Tên khốn kiếp này tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy. Trong lòng cô ta nảy sinh những sự thay đổi vi diệu. Được rồi, các người có thể đi. Sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi thế giới không gian thì anh đã thả người nhà họ Thôi ra ngoài. Thôi Nhân Lôi tỏ vẻ khiếp sợ, cậu Diệp, thế giới vừa rồi là một thế giới bỏ túi do cậu tạo ra phải không? Diệp Bắc Minh gật đầu, phải. Xì. Mọi người trong nhà họ Thôi ngược lại hít một hơi thật mạnh. Thôi Nhân Lôi lại càng hoảng sợ đến mức không khép miệng được, cậu Diệp, thế giới bỏ túi của cậu lại lớn như vậy. Lão Phu quả thực chưa bao giờ nghe qua, hôm nay xem ra đã được tận mắt nhìn thấy rồi. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói vài câu khách sáo, xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Thôi Nhân Lôi tiến lên ngăn cản Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhướng mày, Thôi tiền bối, ông còn có chuyện gì sao? Thôi Nhân Lôi do dự một lúc, như thể đã đưa ra quyết định nào đó, cậu Diệp, nhà họ Thôi của tôi bằng lòng đi theo ngài. Ông ta cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ lập tức đồng ý. Không ngờ. Diệp Bắc Minh trực tiếp từ chối, xin lỗi, tôi không có hứng thú với nhà họ Thôi của ông. Chỉ là bèo nước gặp nhau, anh chỉ cứu nhà họ Thôi một lần là đủ rồi. Về phần Thôi Nhân Lôi nói đi theo. Chỉ là nhà họ Thôi muốn tìm một chỗ dựa vững chắc mà thôi. Thôi Nhân Lôi mỉm cười, như thể đã sớm biết Diệp Bắc Minh sẽ từ chối, lại nói thêm một câu, cậu Diệp, nếu như nhà họ Thôi của tôi giao cho ngài một ngọn dị hỏa thì sao? Dị hỏa. Con người của Diệp Bắc Minh nheo lại. Thôi Nhân Lôi gật đầu, không sai. Tổ tiên nhà họ Thôi của tôi là một thợ rèn kiếm, trong tay có vô số thần binh lợi khí. Các loại sắt đá ngoài trái đất mà thợ rèn kiếm khác không thể xử lý được, huyền thiết hàng triệu năm, hàng chục triệu năm tuổi. Nhà họ Thôi của tôi cũng có thể chế tạo thành binh khí. Chính là dựa vào cửu u lôi hỏa. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, tiểu tháp, có dị hỏa như vậy sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục quyết đoán trả lời, mẹ kiếp. Đương nhiên là có, cửu u lôi hỏa chỉ tồn tại trong thần giới. Sức sát thương của thứ này còn đáng sợ hơn phần thiên chi diễm và huyền minh lãnh hỏa nhiều. Tại sao nó lại ở trong thiên uyên chứ? Một giây tiếp theo, tháp Càn Khôn Trấn Ngục lập tức phản ứng lại, tôi biết rồi. Nhất định là ngọn lửa này đã rơi xuống theo sau khi Thiên Uyên rơi xuống. Tiểu tử, Thôi Nhân Lôi không hề nói dối, có lẽ bọn họ thật sự có cửu u lôi hỏa. Ánh mắt Diệp Bắc Minh hơi trầm xuống, dừng trên người Thôi Nhân Lôi, tôi đồng ý với ông. Chỉ cần tôi lấy được cửu u lôi hỏa thì tôi có thể bảo vệ nhà họ thôi. Nhưng tôi sẽ chỉ cho các người một chỗ đặt chân trong di tích Côn Luân Thượng Cổ thôi. Hơn nữa, tôi nói rõ trước, nếu tôi không cẩn thận ngã xuống thì thế giới này sẽ sụp đổ. Các người suy nghĩ kỹ trước khi nói. Tiên lễ hậu binh. Thôi Nhân Lôi cười đáp, được. Hai bên lập tức ăn ý lẫn nhau.
Thôi Nhân Lôi cũng không chậm trễ, đưa Diệp Bắc Minh trở về nhà họ Thôi. Dọc theo đường đi, Thôi Nghê Thường muốn nói lại Thôi. Nhiều lần muốn tìm Diệp Bắc Minh nói chuyện nhưng đều bị ánh mắt của Thôi Nhân Lôi buộc trở về. Cuối cùng, chỉ đành phải từ bỏ. Nhà họ Thôi được xây dựng gần một ngôi mộ kiếm đổ nát, ở đó chỉ có hơn 100 người già yếu, bệnh tật. Dựa theo lời giới thiệu của Thôi Nhân Lôi, nhà họ Thôi vào 10.000 năm trước vô cùng thịnh vượng. Rất nhiều người tu võ tới cầu kiến, từ khi tổ tiên cuối cùng ngã xuống, thế hệ này đã không còn người nào có thể rèn được thần kiếm nữa. Nhà họ Thôi dần dần rơi khỏi thần đàn. Dưới sự dẫn dắt của Thôi Nhân Lôi, Diệp Bắc Minh tiến vào ngọn núi phía sau nhà họ Thôi. Ở bên trong một miệng núi lửa phía trước, sấm chớp rền vang, đám mây đè xuống rất thấp. Thôi Nhân Lôi chỉ vào ngọn núi lửa, cậu Diệp, cửu u lôi hỏa ở trong ngọn núi lửa này. Nếu cậu có thể mang nó đi thì nó là của cậu. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tốt nhất là ông đừng lừa tôi. Tiến lên một bước, hướng thẳng về phía ngọn núi lửa. Diệp Bắc Minh vừa mới rời khỏi, Thôi Nghê Thường đã không nhịn được nói, bao nhiêu người muốn có được cửu u lôi hỏa cũng đều bỏ mạng tại đây. Anh Diệp tiến vào nơi này, liệu có thể sống sót rời khỏi đây không? Khuôn mặt già nua của Thôi Nhân Lôi ngưng trọng, nhìn chằm chằm miệng núi lửa, nếu như cậu ta cũng không thể quay lại thì không ai có thể lấy được cửu u lôi hỏa. Hai mắt Thôi Nghê Thường ửng đỏ. Nhưng anh Diệp đã cứu mạng chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không nên nói cho anh ấy biết sự nguy hiểm bên trong đó sao? Thôi Nhân Lôi tức giận hét lớn một tiếng, làm càn. Chuyện này liên quan đến tương lai của nhà họ Thôi, nếu như nói cho cậu ta biết, cậu ta không đi thì sao? Vì tương lai của nhà họ Thôi, ông chỉ có thể đánh cược lần này thôi. Diệp Bắc Minh vừa bước vào miệng núi lửa. Một hơi thở nóng hổi đã phả vào mặt. Dung nham đang dâng trào trong núi lửa, một mảnh đỏ bừng. Miệng lưỡi của Diệp Bắc Minh khô khốc, nhiệt độ ở nơi này cao hơn những ngọn núi lửa bình thường gấp 100 lần. Hú! Đột nhiên, một tiếng rồng gầm vang lên. Khuôn mặt già nua của Thôi Nhân Lôi đỏ bừng, bắt đầu rồi. Dung nham ở phía trước sôi trào. Một chân long được dung nham ngưng tụ tạo thành đang tấn công dữ dội. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, đang định sử dụng kiếm càn khôn chấn ngục. Vù vù. Kiếm không tên kêu lên vù vù, như thể nó sắp lao ra khỏi chiếc nhẫn chứa vật. Suy nghĩ một chút, kiếm không tên rơi vào tay anh, chém ra một kiếm. Con rồng này trực tiếp nổ tung khiến dung nham bắn tung tóe. Cúi đầu nhìn xuống. Kiếm không tên không ngừng run rẩy. Giống như có một luồng sức mạnh cường đại kéo Diệp Bắc Minh hướng về phía sâu trong núi lửa. Không tên, có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh nghi ngờ, cau mày nói, muốn tiến vào bên trong sao? Vù, vù, vù. Kiếm không tên không ngừng kêu vù vù, tựa như đang đáp lại. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, tiếp tục đi về phía sâu trong núi lửa. Ngay vào lúc này, tiếng rồng gầm lại vang lên một lần nữa, hơn chục con rồng dung nham lao ra. Hừ, hừ, hừ. Kiếm khí chuyển động, tất cả những con rồng dung nham đều bị chôn vùi. Đột nhiên, giọng nói của Thìn Long, một trong 12 con giáp long mạch, tôi cảm nhận được khí tức của Sửu Long. Quá tốt, Sửu Long ở dưới ngọn núi lửa này. Cái gì? Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ run lên, chẳng lẽ kiếm không tên rung động là vì chuyện này sao? Tăng tốc đi đến nơi sâu nhất của ngọn núi lửa. Một hồ dung nham cản trở đường đi. Dung nham đang sôi trào, nhiệt độ cao đến mức dọa người. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút rồi nhảy vào trong hồ dung nham. Nhiệt độ nóng đến khủng khiếp ập đến. Bùm! Từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra ma khí ngập trời. Tất cả dung nham đều bị ma khí ngăn cách bên ngoài. Anh nhanh chóng lặn sâu xuống hàng ngàn mét, khí tức chiến đấu truyền đến từ phía trước. Tăng tốc tiến vào một không gian rộng lớn. Một ngọn lửa màu tím. Một chân long màu vàng. Thanh kiếm bị chặt đứt một nửa. Ba bên thật sự đang chiến đấu với nhau. Khí tức chiến đấu vừa rồi là truyền đến từ chúng nó. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn thanh kiếm không tên trong tay,
nó giống y như đúc với thanh kiếm bị chặt đứt một nửa kia. VL. Bù. Thanh kiếm không tên trong tay càng kích động hơn, như muốn bay ra khỏi tay anh. Diệp Bắc Minh cười lớn, tiểu tháp, tôi sắp phát tài rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phỉ nhổ, con mẹ nó, tiểu tử, vận khí của cậu quả thực khó tin mà. Diệp Bắc Minh tự tin cười nói, vận khí của tôi vẫn luôn như vậy, ngày đầu tiên ông biết tôi à? Đệt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vừa cười vừa mắng một tiếng. Một giây kế tiếp, Cửu U Lôi Hỏa, Sửu Long, nửa thanh kiếm nứt gãy đồng thời phát hiện ra kẻ xâm nhập Diệp Bắc Minh này, khí tức cuồng bạo bùng nổ. Bùm. Diệp Bắc Minh bị ném bay ra ngoài, ổn định thân thể. Thìn Long lập tức xuất hiện, hét lớn một tiếng, Sửu Long, đây là cậu Diệp, chính là hậu duệ của thượng cổ hoa tộc. Còn không mau thần phục. Sửu Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, thần phục. Côn Luân Hư đã hỏng rồi sao? Bổn tọa ở chỗ này, chỉ cần có thời gian thì sẽ có thể hóa thành Long Linh. Thành tựu thân thể bất diệt muôn đời, lại bảo tôi đầu hàng một thằng oắt con miệng còn hôi sữa sao? Nằm mơ, cho dù cậu ta là hậu duệ của thượng cổ hoa tộc thì cũng không được. Cơ thể màu vàng của Sửu Long vặn vẹo, đập xuống giống như sao băng rơi xuống đất. Cửu U Lôi Hỏa đang ở một bên hỗ trợ, dung nham xung quanh đang sôi trào. Bùm! Một tiếng động lớn kinh thiên động địa, hơn chục tia sét màu tím bùng nổ từ trong Cửu U Lôi Hỏa. Nửa thanh kiếm bị chặt đứt chém xuống, kiếm khí tỏa khắp nơi. Khi ba người liên thủ, hóa ra còn đáng sợ hơn cả cảnh giới động hư. Giọng nói của Thìn Long trầm xuống, cậu Diệp, Sửu Long đã đi ngược lại suy nghĩ ban đầu của mình. Cậu phải dựa vào sức mạnh của chính mình để thu phục Sửu Long. Diệp Bắc Minh gật đầu, lạnh lùng nhìn ba bên, tôi biết các người đều có ý thức của chính mình. Cho các người một cơ hội, hiện tại mau thần phục tôi. Hoặc sẽ bị hủy diệt. Hú. Âm. Xì. Ba người rõ ràng không phục, sát khí vô tận từ bốn phương tám hướng ập đến. Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm không tên. Khẽ quát một tiếng, cửu tiêu, chém rồng. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục rung lên, một thanh kiếm hình huyết long xuất hiện. Khí tức giết chóc, lạnh lùng và chết chóc ngưng tụ, phong tỏa mọi sinh cơ của Sửu Long. Khi kiếm khí và Sửu Long tiếp xúc nhau, Sửu Long lập tức bay ngược trở ra. Thân ảnh mờ đi một lúc rồi gần như biến mất tại chỗ. Nửa thanh kiếm đứt gãy và Cửu U Lôi Hỏa nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Chui vào sâu trong dung nham. Diệp Bắc Minh không đuổi theo mà chỉ tiến lên từng bước. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục rơi xuống một nơi cách Sửu Long bảy tấc, bị tiêu diệt hoặc thần phục. Sửu Long lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, cho dù tôi có chết thì cũng sẽ không đầu hàng đâu. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, tiểu tháp, nuốt chửng nó đi. Được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Hư ảnh của một tòa bảo tháp ngưng tụ thành hình sau lưng anh. Một giây tiếp theo. Một luồng sức mạnh đáng sợ bao trùm lấy Sửu Long, thân thể nó dần dần mờ đi, sinh lực đang nhanh chóng biến mất. Sửu Long vội vàng hét lớn, tôi đầu hàng, tôi lựa chọn đầu hàng. Diệp Bắc Minh cười chế giễu, bây giờ mới chịu đầu hàng. Đã muộn rồi. Tiểu tháp, nuốt chừng tất cả. Bùm. Một luồng sức mạnh không thể ngăn cản ập đến, Sửu Long hoàn toàn hoảng sợ. Rốt cuộc nó cũng biết Diệp Bắc Minh không phải nói đùa, Thìn Long, giúp tôi nói chuyện đi. Từ nay về sau, tôi hoàn toàn đầu hàng dưới thân người này. Sửu Long không ngừng thét lên, vô cùng hốt hoảng. Giọng nói của Thìn Long vang lên, cậu Diệp, tha cho ông ta một lần đi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm, loại long mạch không nghe lời này, cần nó có ích lợi gì chứ? Để tiểu tháp cắn nuốt nó, còn có một chút tác dụng tốt với tiểu tháp. Anh thật sự muốn để tháp Càn Khôn Trấn Ngục nuốt chửng Sửu Long. Thìn Long cũng hoảng sợ, ông ta còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh đang diễn trò. Hiện tại xem ra, Diệp Bắc Minh thật sự muốn giết người. Vội vàng mở miệng, cậu Diệp, 12 con giáp long mạch, thiếu một thứ cũng không được. Nếu thiếu đi Sửu Long thì sẽ ảnh hưởng đến di tích Côn Luân Thượng Cổ. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu.
Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngừng cắn nuốt. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, Sửu Long đúng không? Ông biết nên làm như thế nào rồi chứ? Sửu Long nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Thân hình ban đầu gần như ngưng tụ thành một khối thực chất màu vàng. Lúc này, trở nên trong suốt, hư ảo. Có thể tan rã bất cứ lúc nào. Thuộc hạ đã biết, bắt đầu từ hôm nay, cậu Diệp chính là chủ nhân của Sửu Long. Diệp Bắc Minh giơ tay lên nắm chặt, Sửu Long bị đưa vào trong di tích Côn Luân Thượng Cổ. Đồng thời, tiến lên một bước, đuổi về hướng mà Cửu U Lôi Hỏa chạy trốn. Vừa đuổi được mấy trăm mét. Đùng. Xung quanh đột nhiên xuất hiện hàng ngàn điện hồ, ngưng tụ thành một lồng giam sấm sét. Diệp Bắc Minh dùng kiếm chém xuống, gầm lên một tiếng, lồng giam sấm sét bị xé nát. Khi thanh kiếm bị chặt đứt một nửa bất ngờ chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh từ phía sau. Anh đột nhiên xoay người, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đâm về phía trước. Một tiếng đinh vang lên rõ ràng, thanh kiếm bị chặt đứt một nửa xoay tròn 360 độ và bay ra ngoài. Hoàn toàn chìm vào trong vách đá, rung chuyển kịch liệt. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay đè lên nửa thanh kiếm đã bị chặt đứt một nửa, đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Nửa thanh kiếm bị chặt đứt an tĩnh trở lại, kêu vù vù hai tiếng. Lựa chọn đầu hàng. Diệp Bắc Minh giơ tay lên lắc lắc, nửa thanh kiếm bị chặt đứt rơi vào trong tay anh. Kiếm không tên xuất hiện trong một bàn tay khác. Điểm đứt gãy giữa hai thanh kiếm hoàn toàn ăn khớp với nhau. Quả nhiên là cùng một thanh kiếm. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, nhìn về phía một lỗ hổng này chắc hẳn là do nó nguyện ý muốn bị chặt đứt. Ngoài trừ kiếm Càn Khôn Chấn Ngục thì thanh kiếm này là binh khí mạnh nhất mà tôi từng thấy. Còn mạnh hơn cả thần ma liêm đao mấy phần, rốt cuộc là binh khí gì đã chặt đứt nó vậy? Đùng. Diệp Bắc Minh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, xung quanh lại có hàng ngàn điện hồ sáng lên. Giữa các điện hồ còn có những tia lôi hỏa lập lòe. Đồng thời lao về phía Diệp Bắc Minh, chặn hết tất cả đường lui của anh. Kiếm khí kích động, chém ra một cách điên cuồng. Nhưng sau khi một vòng điện hồ bị phá vỡ, một vòng điện hồ khác lại nhanh chóng được bổ sung, tập trung về phía Diệp Bắc Minh. Một khi thân thể huyết nhục bị dính Cửu U Lôi Hỏa, chỉ sợ sẽ lập tức chết đột ngột. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, tiểu tử, đừng quên chính cậu cũng có dị hỏa. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Với một bàn tay, huyền minh lãnh hỏa xuất hiện. Chân nguyên được truyền vào trong, huyền minh lãnh hỏa dâng trào, rơi về phía điện hồ. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc, tất cả điện hồ thật sự bị đông cứng lại. Nơi vốn là một vùng sâu nham thạch rực lửa lập tức biến thành một thế giới băng thiên tuyết địa. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, dị hỏa mạnh như vậy sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười đáp, nói nhảm, dị hỏa sinh ra từ ngọn lửa nguyên thủy. Trừ ngọn lửa nguyên thủy ra, nó là ngọn lửa đáng sợ nhất. Hơn nữa dị hỏa tương sinh tương khắc, sau này cậu sẽ biết. Bây giờ, hãy sử dụng phần thiên chi diễm đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại nhắc nhở một câu. Diệp Bắc Minh không chút do dự làm theo. Phần thiên chi diễm thổi quét ra ngoài. Tất cả các điện hồ đang bị đông cứng lại nổ tung rồi biến mất. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nheo lại, dừng ở ngọn lửa màu tím đang nhảy lên. Cửu U Lôi Hỏa. Nó lóe lên mấy cái, xoay người chuẩn bị chạy trốn. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, hai loại dị hỏa hóa thành chân long, chặn đường đi của Cửu U Lôi Hỏa. Đầu hàng hay bị tiêu diệt. Cửu U Lôi Hỏa nhảy lên mấy cái. Từ từ bình tĩnh lại. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, khởi động dị hỏa quyết. Cửu U Lôi Hỏa chìm vào lòng bàn tay của anh, trong bàn tay đồng thời xuất hiện một ấn ký ngọn lửa hình lôi điện. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười, tiểu tử, chúc mừng. Mau dùng Cửu U Lôi Hỏa luyện kiếm đi, nói không chừng có thể chữa trị kiếm không tên. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Lấy kiếm không tên và nửa thanh kiếm đứt gãy ra, đồng thời, khởi động Cửu U Lôi Hỏa đang dừng ở mặt trên. Dưới sự rèn luyện của lôi hỏa, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Kiếm vô danh và dấu vết rỉ sét trên nửa thanh kiếm gãy biến mất,
biến thành một thanh bảo kiếm trong suốt giống như huyền băng. Diệp Bắc Minh ngẩn ra, tiểu tháp, thế này là thế nào? Tại sao khí tàn sát trên kiếm vô danh lại biến mất rồi? Anh thích dùng kiếm vô danh. Bởi vì khí tàn sát của nó cực kỳ phù hợp với anh. Hiện giờ, khí tàn sát biến mất theo vết rỉ sét của thanh kiếm. Hóa thành một thanh kiếm huyền băng màu xanh lam. Hơn nữa, thanh kiếm này có hình dạng dài mảnh, nhỏ nhắn, giống như kiếm của phái nữ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục suy nghĩ, nhóc, tôi hiểu rồi. Vết rỉ sét trên thân kiếm vô danh không phải rỉ sắt, mà là máu. Máu. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời chắc nịch, thanh kiếm này từng được dùng để giết thần. Vết rỉ sắt là máu thần. Khí tàn sát cậu cảm nhận được chính là khí tàn sát ẩn chứa trong máu thần, chứ không phải là của thanh kiếm này. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Chỉ là khí tàn sát ẩn chứa trong máu mà lại kinh khủng đến thế sao? Anh do dự. Anh nắm chặt thanh kiếm, không kiềm được mà run rẩy. Một sức mạnh khổng lồ ập tới, thấm vào tận xương tủy. Đột nhiên, thanh kiếm phát ra khí lạnh. Toàn bộ nham thạch nóng bỏng xung quanh Diệp Bắc Minh đều đông lại thành băng. Hơi lạnh nhanh chóng lan ra phía ngoài. Cùng lúc đó, người nhà họ Thôi canh giữ bên ngoài núi lửa. Thôi Nghê Thường nôn nóng nhìn miệng núi. Đột nhiên, con người của Thôi Nghê Thường co lại, cô ta hoảng sợ chỉ vào miệng núi lửa, ông ơi, mọi người mau nhìn kìa. Đó là cái gì vậy? Tất cả người nhà họ Thôi ngẩng đầu lên nhìn về phía miệng núi lửa. Bọn họ há hốc mồm như nhìn thấy ma. Ngọn núi lửa thế mà lại bị đóng băng, biến thành một thế giới bao phủ bởi băng tuyết. Khí lạnh khủng khiếp tràn ra bên ngoài, bông tuyết bay lả tả giữa không khí nóng cháy. Có chuyện gì thế? Thôi Nhân Lôi run rẩy. Ngay sau đó, một luồng sáng màu lam từ bên trong núi lửa phóng lên cao, xuyên thủng thiên uyên như một vì sao băng. Cả thế giới tam thiên rung chuyển, giống như xảy ra một cơn động đất. Vô số thế lực hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn trời. Chuyện gì thế? Là phương hướng đại lục thiên uyên ở thế giới cao võ. Một ngày trước, hình như có tai nạn nào đó xảy ra, có người phát hiện có thể tự do ra vào thiên uyên. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.